Xin chào các bạn. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta bị người khác xúc phạm hoặc thậm chí tấn công mà không hề có lỗi. Vậy phản ứng của người học Phật sẽ ra sao khi đối diện với những tình huống này? Người học Phật nên lắng nghe. Khi bị đánh, hãy quỳ xuống để người đó đánh. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng trong triết lý Phật giáo lại mang ý nghĩa sâu sắc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng khía cạnh, từng câu chuyện và lời dạy của Ngài qua video này. 1. Sự kỳ diệu của nhẫn nhục. Cuộc sống luôn đầy những thử thách và đôi khi là cả sự oan ức. Người ta có thể xúc phạm, hạ bệ ta mà không cần lý do. Với người học Phật, đây là những bài học quý giá. Ngài Tịnh Không nhấn mạnh rằng khi bị mắng, hãy lắng nghe. Khi bị đánh, hãy cúi đầu nhẫn nhịn. Trong Phật giáo, nhẫn nhục không phải là sự chịu đựng yếu ớt mà là sức mạnh nội tại to lớn, là đức tính rèn luyện đạo tâm và lòng từ bi sâu sắc. Bài học bị mắng không mắng lại, bị đánh không đánh lại sẽ là chủ đề xuyên suốt hành trình hiểu rõ lòng từ bi và sức mạnh trong lòng người học Phật. 2. Nhẫn nhịn không phải là yếu đuối, sức mạnh từ bi. Nhẫn nhịn là một biểu hiện của từ bi và trí tuệ. Khi bị xúc phạm, ta không trả đũa mà dùng lòng bao dung để tha thứ và nhường nhịn. Nhẫn nhục trong Phật giáo là vượt qua sự tự ái, loại bỏ cái tôi và thấu hiểu người khác. Đôi khi, những lời mắng chửi hay hành vi bạo lực chỉ là kết quả của những phiền não sâu xa. Ví dụ, khi ai đó bực tức với ta vì hiểu lầm hoặc định kiến, thay vì phản kháng, người học Phật hiểu rằng hành vi đó xuất phát từ khổ đau của người kia, chứ không phải từ lỗi lầm của mình. 3. Tinh thần nhẫn nhục trong lễ nghi Phật giáo. Lễ nghi trong Phật giáo nhấn mạnh đến việc chịu thiệt để cầu toàn. Khi ta biết nhẫn nhịn, không tranh cãi, ta không chỉ đạt được bình yên mà còn giúp người khác nhìn thấy lòng từ bi của ta. Tinh thần nhẫn nhục không phải là để tỏ ra yếu đuối mà là để thể hiện lòng khoan dung. Phật giáo dạy rằng khi ta không đáp trả lại sự bất công, ta sẽ có được sức mạnh nội tại để vượt qua những thử thách. 4. Bình an tâm hồn nhờ vào lễ nghi. Phật giáo dạy ta rằng không nên mong đợi người khác dùng lễ nghĩa đối đãi lại với mình. Nếu ta đặt kỳ vọng vào người khác, ta sẽ dễ dàng thất vọng và bất an. Thay vào đó, hãy chỉ tập trung vào việc sống đúng lễ nghi và đạo đức của mình. Bằng cách đó, tâm hồn ta sẽ trở nên tự do và bình an. Trong một gia đình, nếu mỗi người đều giữ gìn lễ nghi và không mong đợi sự hồi đáp, bầu không khí sẽ luôn hòa thuận. 5. Sống chung với người không tu hành, sự khác biệt và cảm hóa. Cuộc sống không phải ai cũng hiểu và sống theo những giá trị như lòng từ bi hay nhẫn nhục. Người tu hành sẽ gặp phải những người có lối sống và tư duy khác biệt. Thay vì phản kháng, người tu hành nhường nhịn, không tranh chấp và không đòi hỏi. Chính sự nhẫn nhịn này là cách để cảm hóa những người xung quanh, giúp họ hiểu thêm về đạo hạnh và lòng từ bi. 6. Cảm hóa người khác bằng lòng nhẫn nại. Lòng nhẫn nại giúp ta thay đổi người khác từ từ, không ép buộc. Một câu chuyện về một người phụ nữ sống với người chồng nóng nảy cho thấy rõ điều này. Mỗi khi bị chồng trách mắng, bà chỉ im lặng, không phản ứng lại. Dần dần, người chồng nhận ra và cảm phục sự nhẫn nhịn của vợ mình, từ đó thay đổi thái độ. Lòng kiên nhẫn đã cảm hóa được trái tim của người khác, và đó là sức mạnh thật sự. 7. Phân biệt bốn loại duyên trong Phật giáo. Phật giáo có bốn loại duyên chính: thân nhân duyên, sự duyên, duyên tăng thượng và duyên nghiệp. Hiểu rõ từng loại duyên này giúp người học Phật biết cách đối diện và giải quyết những tình huống trong cuộc sống. Chẳng hạn, duyên tăng thượng là sự hỗ trợ từ môi trường bên ngoài, như gặp được thiện tri thức, môi trường sống tốt lành, giúp ta tăng trưởng đạo hạnh. 8. Cảnh giới phụ thuộc vào duyên của bản thân. Từng người có một cảnh giới sống khác nhau vì mỗi người mang một duyên khác nhau. Người có duyên lành sẽ gặp được những người thầy tốt, hoàn cảnh sống thuận lợi. Còn người có duyên nghiệp xấu có thể đối mặt với nhiều khổ đau. Hiểu rõ điều này giúp ta chấp nhận hoàn cảnh và sống hài hòa với nó.
không oán trách mà chỉ cố gắng tu sửa bản thân. 9. Buông bỏ vọng tưởng và chấp trước. Vọng tưởng và chấp trước là nguyên nhân gây khổ đau. Khi ta luôn muốn chứng minh mình đúng, hoặc luôn nghĩ mình là trung tâm, ta sẽ thấy mọi thứ đều đáng sợ và bất công. Phật giáo dạy ta buông bỏ những vọng tưởng ấy, ngừng phân biệt và chấp trước, từ đó tâm hồn sẽ trở nên thanh thản. 10. Nhẫn nhục để thành tựu. Nhẫn nhục là một đức tính giúp ta thành tựu trong mọi việc. Đối với người học Phật, nhẫn nhục là một cách rèn luyện bản thân và cũng là con đường để đạt đến giải thoát. Ví dụ, có người từng chịu đựng sự bất công tại nơi làm việc, nhưng không phản kháng mà chỉ nhẫn nhịn. Sự chịu đựng của họ không phải là hèn nhát, mà là sự kiên nhẫn để sau này đạt được vị trí xứng đáng. 11. Biết chịu thiệt và nhường nhịn. Sống trên đời, đôi khi chịu thiệt là cách tốt nhất để tránh xung đột. Biết nhường nhịn là biểu hiện của người tu hành, không phải vì sợ hãi mà là vì lòng từ bi với người khác. Khi nhường nhịn, ta sẽ tạo ra một không khí hòa thuận và bình an cho chính mình và mọi người. 12. Tăng thượng duyên trong việc tu hành. Gặp được Phật Pháp, thiện tri thức và bạn tốt là những tăng thượng duyên giúp ta trên con đường tu hành. Đây là những duyên tốt từ bên ngoài hỗ trợ và tạo điều kiện cho ta tiến bộ. Người học Phật nên biết trân trọng những duyên này, vì đó là những cơ hội hiếm có để phát triển đạo hạnh. 13. Tập khí và phiền não cần thời gian để chuyển hóa. Người có phiền não nặng cần nhiều thời gian để thay đổi và chuyển hóa. Đôi khi, ta không thể ngay lập tức từ bỏ thói quen xấu hay hành vi phiền não, nhưng sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn sẽ giúp ta dần dần làm được điều đó. Phật giáo dạy rằng chỉ có sự tu tập lâu dài mới có thể làm chuyển hóa phiền não thành bình an. 14. Đạo lý sống trong thế giới cảm ơn. Sống với thái độ biết ơn sẽ giúp ta thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, giảm bớt những oán trách và cảm thấy thanh thản. Khi ta cảm ơn những gì mình có, kể cả những thử thách, ta sẽ biến những khó khăn thành cơ hội học hỏi và rèn luyện bản thân. 15. Thiện ác phụ thuộc vào tâm của mình. Thiện ác không phải từ bên ngoài mà đến, mà chính là từ tâm mình mà ra. Khi tâm ta thiện, thế giới trở nên đẹp hơn. Khi tâm ác, ta sẽ thấy mọi thứ đều u ám. Phật giáo dạy rằng, mỗi niệm thiện sẽ làm cuộc sống ta nhẹ nhàng hơn, không chỉ cho chính mình mà còn ảnh hưởng đến người khác. 16. Cảnh thuận và nghịch đều là duyên tốt. Cảnh thuận giúp ta không tham luyến, còn cảnh nghịch giúp ta không sân hận. Mọi hoàn cảnh, dù thuận hay nghịch, đều là những bài học quý giá. Nếu biết đón nhận, ta sẽ vượt qua mọi thử thách trong bình an. 17. Học từ trong nghịch cảnh và thuận cảnh. Người học tiểu thừa học trong nghịch cảnh, rèn luyện trong khổ hạnh, còn người học đại thừa tu tập trong thuận cảnh. Cả hai đều giúp ta tiến gần đến giác ngộ, dù là theo con đường khác nhau. 18. Tâm thanh tịnh trước mọi duyên cảnh. Khi đạt đến tâm thanh tịnh, dù là cảnh thuận hay nghịch, ta cũng không còn bị lay động. Đây là mục tiêu của người tu hành, đạt đến trạng thái không dính mắc trước mọi hoàn cảnh. 19. Cứu giúp chúng sanh khi nhân duyên chín muội. Người tu hành biết khi nào là thời điểm thích hợp để cứu giúp, khi nào nên chờ đợi. Sự nhẫn nại và lòng từ bi sẽ giúp ta chọn thời điểm tốt nhất để cứu giúp người khác mà không làm tổn thương ai. 20. Nhẫn nại khi thời tiết nhân duyên chưa đủ. Khi duyên chưa chín muội, đừng cố gắng ép buộc. Sự từ bi trong Phật giáo không chỉ là giúp đỡ khi có cơ hội, mà còn là nhẫn nại chờ đợi đến khi nhân duyên đủ đầy. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện. Nếu các bạn nào có nhu cầu gì, hãy nhắn tin bên dưới nhé. Cảm ơn nhiều.